Hello bà con. Ngày hôm nay mình lại mua được một chiếc loa giá siêu rẻ nữa. Điều bất ngờ là cũng là cái shop Vivan Official Store này. Đây. Mình được cái chương trình đặc biệt giảm giá. Chiếc loa bao ship về tới đây là 79.000, 80.000. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở ra xem. 79.000. Cái này khoảng 4 đô la. Xem bên trong nó có cái gì ha. Loa có đáng dùng không? Do là mình không có cái kệ để ngoài phim nên bây giờ mình sẽ kẹp vô cái giỏ. Vẫn là chiếc loa robot RB100 nhưng giá hôm nay chỉ có 79.000 thôi. Wow, quá hời quá thơm. Hôm trước mọi người nhớ cái loa mà kết nối được hai loa này Bluetooth 5.0 đây này, hôm trước là 114.000 một cái, mình đã thấy rất là rẻ rồi. Hôm nay tiếp tục thôi, để mở ra xem ở bên trong này nó có được chất lượng như cái loa này không nha. Trong dòng loa tàu thôi, thương hiệu của Malaysia thôi. Đây. Đây là robot RB100, cái tem vẫn còn nguyên này. Chẳng qua nó phồng thôi, chứ còn nguyên tem luôn. Chưa lột. Nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện. Vẫn là có cái đàm thoại nè. Vẫn có hai cái connect với nhau nè. Pin vẫn là có thể sử dụng được 8 tiếng nè. Vẫn đọc được thẻ TF, cái thẻ mà nhỏ 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 của mình á, micro. Vẫn là một màn loa thụ động, vẫn là một loa 3W. Loa này loa 3W nhưng mạch công suất nó không tới 3W mọi người nha. Nó tầm 2W đổ lại, 2W, 2W rưỡi gì đó. Loa của nó vẫn là 1.5 in. Nó full. Loa toàn giải 1.5 in. Màn cộng hưởng, màn loa thụ động bass radiator. Màn này thì có cái miếng sắt ở giữa thôi chứ không có gì hết. Miếng sắt nó có tác dụng á. Hồi xưa là cái miếng su, bây giờ làm miếng sắt hết rồi. Thứ nhất là tiết kiệm kinh phí hơn. Thứ hai á, là nó nặng hơn, nó đầm hơn. Ra cái tiếng bass nó có vẻ nó trầm hơn. Đây. Bên trong nó có một hộp phụ kiện. Giấy bán nhung nhựa. Ồ, cái loa. Tiếp theo vẫn là giấy bán nhung nhựa ha. Đây. Mở trong hộp phụ kiện xem có gì ha. Khổ à, không có cái giá này nó khổ vậy đó. Thank you.
giống hệt luôn. Và đặc biệt cái dòng loa này, cái micro đồng thoại của nó rất là xịn nha. Bỗng trước mở ra rồi, nó là dòng micro xịn chứ không phải micro bình thường tào lao như mấy cái loa khác. Đây màng bass radiator đây, ở giữa là có cái miếng kim loại đó, thì cái màng bass ở giữa miếng kim loại thì nó tiết kiệm chi phí làm hơn, nặng hơn, ra tiếng bass trầm hơn. Đây là loa toàn giải, loa toàn giải này. Enter to Bluetooth. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái điện thoại khủng của mình kết nối Bluetooth xem như thế nào. Điện thoại này có camera trước đó. Energizer. Thiết bị kết nối, thêm thiết bị mới. Đây, hiện ra cái robot này đâu này. Dừng cái lại. Bluetooth connected. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhạc lên. Cái bài gì mở đỡ bản quyền. Rồi. Nhận xét sơ về cái xoa cái con loa Bluetooth này, thì ở ngoài thì nghe nó bình thường, nó cũng bịch 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 vui vậy, nhưng bỏ vô trong cái phòng thì nghe rất là hay, rất là đáng tiền. À, trong tầm giá trên dưới 100.000 thì con loa này quá là ok. Huống gì hôm nay giá nó lại cực kỳ rẻ, siêu rẻ, 79.000. Đây phím su đàng hoàng, bấm mềm tay. Nói chung trong cái tầm giá trên dưới 100.000 thì không đòi hỏi được quá cao đâu, nhưng mà chiếc loa này thì quá ngon trong tầm giá đó rồi, không thể so sánh được với Sony hay là JBL hay là cái gì vậy cả, hay là những dòng loa thương hiệu như Tone Smart hay là gì Neulink, nhưng mà nó được, nó ổn, rất là hay, có luôn công nghệ kết nối hai loa không dây. Pin của nó dùng được 8 tiếng trong cái mức âm lượng khoảng là 70%. Đây, robot RB100.